Dương xin chào tất cả cô chú anh chị. Buổi sáng thì sáng nay Dương lại tiếp tục cái hành trình đi thăm lời của Dương nha. Thì trên cái đoạn đường đi thăm lời thì Dương sẽ quay lại và chia sẻ đến cô chú anh chị mình để xem nha. Thì cô chú anh chị yêu thích kênh của Dương thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Dương nha, để có động lực để Dương tiếp tục quay những cái clip tiếp theo để cho cô chú anh chị mình xem nha. Hiện tại là Dương tới cái bãi lời rồi, thì Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem luôn nha. Để Dương xuống Dương thăm cái lời đầu tiên Dương đặt ở đây nè. Nhìn cái cỏ này nè. À, cái lời này thì có cá nè, khô gan nè. Rồi Dương sẽ đẩy lên luôn. Mấy cái lời này thì trong trời mưa thôi. Dương đặt mấy cái đường nước lên này á, là chỉ trong trời vô trời mưa thôi. À, trên này Dương có chặn một cái trên này nè. Dương đã ở đây. Đây đây cái lời như này quá trời khô à, cái này mưa xuống nó có cá vô. Tại Dương đặt ở đây là chiếu chứ lại đợi trời mưa thôi. Rồi cái này chuột cắn gách rồi, cạn quá chuột cắn gách rồi. Dương dẹp cái lời này luôn nha. Dương đặt trong cái vùi lùm những cái mới cạn quá. Cá gì ở đây? Okay. À, mấy cái sặc chứ cái lóc nhỏ nha, Dương không có bắt nha. Dương sẽ đặt lại. Trời mưa xuống nha. Ai móc là mình vậy, là này mình đặt kỹ lắm, ai móc lên rồi. Ta đi xiệt, kéo lên. Bữa mình đặt mình che kín lắm. Dưới đặt đây là trời mưa đó. Cá sẽ đi nha. Cái góc lùm này chưa có đặt một cái nữa nè, để Dương dở cho cô chú chị mình xem nha. Thì trong cái bụi lùm này, cái dấu này không có dấu ai dạch nha, còn nguyên à. À Dương thấy có cá ục nè, quăng nè. Ê con cá nó nổi cái lưng lên nè cô chú nè nè. À như nước nó ấy đủ hết hồn. Ủa như vậy ôi cái lời nó trúng rồi cô chú ơi. Quá trời ơi. Ây da. Ủa cái lời này. Cái gì vậy? Sao 7 con cá lóc luôn, 5 6 cá lóc luôn. Quá trời rồi. Ây da. Cái lời này quá trời luôn. Hình như là 6 7 con gì đó. Hai cá không có bự, có một con bự, còn lại là vừa. Wow. Quá trời đã luôn. Để mình bắt. Đây là Dương lấy cái bao đựng nha. Dương quên lấy cái bao tay rồi. Qua tay cá này khó bắt lắm. Nó trơn á. Ôi, cá này mạnh ghê luôn. Wow, con cá lóc khủng nè. Tí nữa xuống sông mà. Xem tí nữa là xảy rồi. Wow, 3 con. 4 con.
5 con, 6 con, cá nhỏ nhỏ luôn nè, 7 con. Ôi, cái lóc còn tay cái, nhóc chân. Vô cà phê chích queo. Rồi Dương sẽ đặt cái lò này lại ở đây nha. Wow, một cái lợi vô 7 con cá lóc luôn mà có 2-3 con bự vừa thôi, còn còn lại là nhỏ nha. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục thôi cô chú ơi. Cái lợi nào nó cũng vô như vậy thì quá trời im rồi. Đây chuột nhiều quá. Đây cái lợi sao nổi đầu lên vậy? Cá gì không mà sao kỳ vậy? Wow, một con cá lóc nữa nha. Là vô một con cá lóc. Đây. Cá cũng hăng bự không? Thì Dương sẽ bắt nó luôn. Ủa, nhớ mình che lại mà sao giờ? Rồi. Yeah. Nè, mấy con cá này là Dương vừa thăm lợi xong. Không bự không. Sao mấy con còn hai con vừa vừa bự thì Dương bỏ trong cái bao nè, sợ nó nhảy á. Cái vừa ơi. Đây xem là cạn dưới gì ta. Khô quéo luôn, không còn miếng nước luôn. Rồi. Thôi thôi mình sẽ dời cái lại chứ. Thôi đi, dời đây nó cũng dậy thôi. Nhưng quan trọng hồi Dương lo cái lại trên bờ của Dương này. Cái lại này không khéo thì mấy ông tí ông xẻ liền. Hên quá nha, chưa bị, không bị, không sao. Bây giờ mình có một hai lỗ trên nè. Bây giờ Dương sẽ gạch cái lỗ, đặt ở dưới này đi. Đúng rồi, cái lỗ Dương về con này kia. À, cái lỗ Dương về vô đây chứ. Có cái méo gì luôn. Quá trời khô à. Ở đây cũng có cái lờ đặc nè. Hôm qua đặc thì còn nước mà hôm nay chắc khô. Khô quéo à. Nước cá nóng luôn. Thì Dương sẽ để cái lờ này lại luôn nha. Nếu mà không có bị vấn đề gì thì Dương sẽ để lại luôn. Bây giờ trời cũng sắp mưa đó. Dương thấy gì đó. Ê, cái con cá bự chết rồi. Wow. Con cá bự vô sao chết rồi. Nè. Uống gì? Con gì cắn nè. Ây da, thì mấy con cua này nó kẹp á. Cua nó vô nhiều quá nó kẹp nè. Rồi Dương bắt mấy cua này ra, Dương sẽ đặt cái lò này lại đây luôn. Tại vì sắp có trời mưa rồi đó. Dương thấy là trời chuyển đen trên kìa nó. Mấy cái lò đầu của Dương thì cũng tạm ổn ổn xíu, nước cạn nhưng cũng tạm ổn chút. Mấy cái lò sau này thì thua rồi.
giờ nó khô gan hết rồi. Dương biết mấy cái lờ này sao đây, ngoài đây thì Dương thấy là nó khô gan hết rồi. Đó. Cái lờ này có Dương nghĩ là nằm trên bờ luôn á. Nè mèn ơi, cũng may là chưa có bị mấy anh xẻ lỗ nha. Chắc lúc Dương mới vừa đặt xong là bữa sau là tối lại là nước cạn quá. Có tài, ở bên này đặt nước nó không ổn định cho nên là nhưng mà có mưa thì có cá nhiều, mà không có mưa thì không có nước, nó ít lắm. Đây tới cái lợi Dương nữa nè, để Dương quay làm cho có không. Nhưng thấy cái lợi này em bốc lên thì bây giờ cá nhảy không phải bốc lên. Wow. Chỗ này vậy mà ngon lành nha. Nè. Wow, một con cá, một con cá lóc, quá trời đã luôn. Mập u nu, nãy giờ mới có cảm giác bắt được con cá lóc nha. Biết lâu rồi, thăm mấy cái lờ rồi, được con cá lóc. Có mấy con cua này bắt ra luôn. Con mà khía đây nè. Thăm bây giờ 5-6 cái lờ mới có cảm giác kiếm được con cá. Giờ nó đi đâu ta? Thì Dương thấy có cái chai đây quen quen nha. Nè, cái chai này giống cái chai của Dương á. Nó đó. Cái chai đây rồi, cái lợi đâu? Một ơi. Rồi. Thì cái lợi Dương đặt chỗ góc đó thì như là nó đã đi rồi nha. À, mà cánh nó bay đi rồi. Xong một mắt cá lời nha. Nhưng có giờ cho cái lùm nhập cái nữa nè. Rồi thì hai cái lời này có Dương bị mất luôn nha. Nó còn cái lờ mà không nữa. Rồi thì cái lờ mình ở đây cũng mất luôn nha. Mấy nhà thú nạn này chó quá. Mình phải có dấu lợi đi thăm lờ là mình như vậy. Này lấy cái chai mình dục ở đây luôn nè. Sáng nay thì sáng nay thăm lờ của Dương thì mắc 3 cái lờ nữa. À, trước giờ đặt ở đây đâu có mắc đâu, bây giờ mắc hoài thì mắc hôm nay mắc 3 cái luôn. Để Dương coi coi thằng khứa nào lấy lờ của mình không biết nữa. Này nè, dục có cái lờ gỗ dục đây nữa kìa. Này cái lờ gỗ này còn mới chát luôn nè, dấu còn mới đặt luôn hay gì á. Đó nè, coi coi lờ này thì hư rồi, cũng bỏ luôn rồi, cách nát bét hết rồi. Mà có dấu lỗi đi thăm đường này để Dương lội theo đường này có cái lờ nào của nó không nha. Rồi, không thấy luôn. Thì buổi sáng thăm lờ của Dương tới đây là kết thúc nha.
Thì tí nữa Dương về Dương sẽ đổ cái thành quả ra quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Hôm nay đặt lời cho nó cây nhiều quá nên là ít cá thôi. Này thì mất 3 cái lợ ở đây nữa. Wow, thì Dương thăm lời hôm nay Dương về tới nhà nha. Dương sẽ đổ cái thành quả ra hôm nay rồi. Hôm nay chắc lợ nằm cho đọt cây nhiều quá, cá ít. Mấy cái lóc gì với mấy con cua đồng nè. Đây thì đây là cái thành quả của Dương ngày hôm nay nha. Đây thì có con này cũng bự nè, còn như là nhỏ nhỏ không à, không có bự không. Thì cái buổi thăm lời buổi sáng hôm nay Dương tới đây là kết thúc nha. Dương bye bye, tạm biệt cô chú anh chị nha. Hẹn cô chú anh chị video sau, hy vọng là video sau có mưa hay có cá nhiều hơn chút xíu. Rồi bye bye.